Lê xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay em cùng bà xã em lại tiếp tục đi xơi cua đi em cả nhà ơi. Cũng lâu rồi em không có đi xơi cua nha. Mời các cô chú anh chị và các bạn cùng xem cùng theo dõi. Em xơi cua thu hoạch được nhiều không nha. Giờ thì em bơi tới ra ngoài vuông rồi nha cả nhà. Em chào cả nhà đi em. Em chào cả nhà nha. Cái này nước trong rồi. Bữa nay nước trong mà đầy quá. Có nước đầy quá. Nước đầy Ê, quá, không biết đây, xơi thế đây. nào Anh đây. thấy một em kìa. Đâu? Kìa kìa kìa. Gọi gọi gọi, em thấy rồi, em thấy rồi. Xong rồi, xong rồi, Lẹ, xong. lẹ, lẹ, lẹ anh. Xong nó như anh. Ồ, em thấy dạ dạ, em thấy dạ Anh thấy dạ, không? chứ em thấy gì. Không, không thấy kìa, Ngay không chỗ thấy. anh đèn anh nè. Thấy cái gánh đèn nhưng mà không thấy con cua. Em nhìn không thấy. Để anh kéo vô. Đây nè, con nó nằm nè. Thấy không em? À, thấy thấy anh quơ cái đèn sáng sáng rồi. Thấy không? Thấy thấy nó bò, thấy nó bò. Thấy không? Nó bò nè nè nè. Này nước còn sâu lắm, thấy, cả gan nè. Thấy nước còn cả gan, Đây thấy nó không có được rõ. Rõ không? Anh tắt cần tắt đèn không? Không thấy, thấy đây anh nè. quơ quơ đèn sáng ngang, đừng có quơ ngay cái Đây mu. nè, thấy không? Thấy thấy nó quỳnh cạn lên Ui kìa. là mèn con nhất nè. Thấy thấy Ui là mèn, em thấy nó vui không? Nó khôn. Ây da. nó khôn chứ, đừng nó Ê. nó quỳnh cạn lên Ui kìa. ơi, có con tôm nhỉ? Thấy con tôm không? Nè. Thấy thấy con mắt, thấy con Ui, mắt gọi chạy. rồi, trời Đâu ơi, vậy? tôm nó búng cái bọc rồi. Chạy hả? Chạy cái bọc rồi lôn cua đi. Ở lon cua trước đi hả? Bạn Thiền. Nó đang được con tôm em ơi. Nó quỳnh cạn đó. Hái Ê. cạn lên kìa, tắt. Đã quá, đã quá. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà hả em, vừa mới 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 ra mà dính được con cua này bắt đầu là thấy là ấm rồi nha, Ấm càng rồi đó, ấm ấm càng càng rồi đó. Tại biết bữa nay đi bỏ áo vô quần đồ làm thấy trời ghê quá ơi. mà. Anh thấy anh phong thủy không, phải bỏ áo vô quần đồ Phong đàng thủy hoàng bỏ chứ, áo vô quần đồ làm thấy ghê quá mà. Bởi viên cua nó ô để cho bắt cho rồi. để cho bắt cho rồi hả? Để phong thủy rồi bỏ Cua áo nó chết quần hay cái làm gì mà ớn. đi ra mà bắt dính con cua nhất là thấy khoái hết Rồi đó, có con cua này là vững bụng rồi đó. vẫn bụng này phải không? Vững bụng rồi đó. Đây cua hết biết con cua anh đo gan này mà nó mới có phần nửa nè em, Đo đi, gán đo hết biết đi. con cua bự ha. Trời ơi, con cua đã gì đâu quá trời. Con cua đó mà hả? Hả anh sao? Hả anh sao? Quỳnh hai càng ra Cua kìa, thối thắt dài cua công nhận. Con cua gì mà nó hai càng, nó dài, nó quýnh cái nhìn nó dài cua đó hết nè. đó Con đó. cua này mà nếu mà dưới 700 gram anh thua em đó. Đúng rồi, 2 kg càng nó không là anh thấy Ồ. nhiêu rồi. Trời mà trời lạnh lúc này mà trời mưa giông mà loại chầm với nước này anh cũng đâu sợ lạnh thôi Phải rồi, bị gì có tiền vô rồi em. bắt được Dính cua nè. cầm được con cua là thấy vững bụng Dính cua rồi. là khoái điện đó. Bởi vậy đi ăn cani đồ trước rồi bây giờ chậm với nước ở đó, Ăn cà ri mà phải có bánh mì chấm cái này tới luôn. để gán đi, để sáng em mua cho 2 bánh mì chấm với cà ri. Đây. Được một em. Ui là mẹ. Con cua Nhiều quanh, đây thôi là anh thấy anh mừng dữ rồi đó. con cua hoành tráng luôn. Đây. Vô sao, vô Vô thao sao. rồi lật cái úp cái mù nó xuống. Vậy đó, Sao em biết vậy? úp xuống gì nó không bò. Là mẹ nó rồi. Ăn cà ri nhớ kéo quần lên Nước nha. còn sâu quá em ơi. Nước bữa nay đầy mà, nước bữa nay đầy mà. Quýnh quán ở trên bỏ tốt cái dặm bên kia luôn. Gặp con cua quýnh quán hết trơn hả? Chín cua mừng chứ em. Mừng dữ. Mừng dữ. Ngoài nước sâu quá gọi không thấy. Nước bữa nay đầy quá. Mà coi kỹ kỹ em chốt cái bỏ. Tiếp tục đi sợi tiếp. Anh có vốn rồi đó nghe. Cái vốn rồi đó. Em thấy anh phong thủy tốt không? Biết rồi, biết phong thủy tốt rồi. Ồ, chỗ này có con cá. Ồ, chạy. Cá chứ dễ gì, nó chạy nước đầy quá. Nước đầy quá. Đầy mà nó đục, có thể nước đầy mà nó trong nữa. Nước bữa nay không im. Đây, 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 đây. Gì anh? Mày hả bưởi? Mày hả Cá bưởi? hay cua? Cá hay cua?
Em nghĩ là con gì hả với em? Em nghĩ là con Con đây cô, đây. Con gì? Con gì? con Con cua, cua hả? con cua. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, bác Hiền ơi, Quá học. thấy rồi. Nhưng mà quay trong này không có thấy con cua, Đây. ghế không à. Đây. À, thấy rồi, thấy rồi, Thấy thấy, không? thấy, 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 Anh thấy, thấy thấy. vỏ vàng luôn chứ em? Vỏ vàng, vỏ vàng. Nè, em coi anh ra tay anh xử. Quýnh lên, quýnh cạn lên. Quýnh, hên. Anh không em. Rồi, bữa nay ai đi phong thủy trước rồi, bỏ áo vô quần không sai lầm. Đó, đó. U làm em. Ô là mèn, bỏ áo vô quần không sai lầm. Em thấy không? Anh phong thủy tốt mà. Em thấy có bữa nào mà anh ăn ăn cà ri chấm bánh mì như vậy chưa? Có bữa nay nè, Có bữa nay bữa phải không? nay bữa gì nãy giờ được hai con rồi đó. Hai con. Bởi vì anh nói em á, đi với anh là tất nhiên là hơn lắm. Tại vì em hên là anh hên lây á anh ơi. Vậy anh là hên lắm. Tay Chiều anh là tay bắt cua thượng hồi sản nãy mà em đi em. em có rửa tay bằng sữa tắm đàng Có hoàng. luôn hả? Bởi vì em hên là anh hên lây em á. Đó, đó đó đó. Thì ra là vậy. Tôi nói gì nói một chút đừng xin tiền. Nói vòng vòng chắc em có nhiêu đó mà. Sáng em dụ cho lái lại cái lấy cua lại bán cái em dụ cho ở ngoài hè em đi vô bán cho lấy Ý là kêu dụ tiền. anh đi chợ mua gì đó nhà bán lấy tiền À, như vậy. bán cái lấy tiền Anh hiểu em quá mà. Đây. như sao dụ Vô anh thấy thao không? đưa cái mâu xuống. Đưa mâu xuống coi. Để như mình hồi mình lên mình quay nó bò mình Mang nó không cua nhìn nó càng hai con nhất rồi đó em. Con này được y bảy đó, coi nhất rồi đó. y bảy là nó muốn ngang tiền với cua gạch rồi đó. Mấy hai con đó là mấy trăm ngàn trước mắt rồi đó, Gặp cua rồi bỏ dầm luôn mà. bỏ dầm chưa. Thí mặn cùi xuống chụp Thí mặn hình với cùi em xuống à. quá. Nước này đầy quá em Ừ, nước nay đầy quá đầy. ơi, nó nhờ nó trong cỏ trong trà gì mới bắt kiếm chứ ra ngoài dễ gì thấy. Ở ngoài cho anh rượt theo nó mắc cặp cửa luôn. Mấy cặp cửa luôn hả? Dạ dễ gì mà rượt không bắt được nó. Chạy xúc cặp cửa không hay luôn hả? Xúc cặp cửa không hay lắm. Cá thấy cá mà anh bắt không được, Nước đầy quá đầy mà quá sao bắt được. cá chạy giỡn giỡn mất. Anh quay thấy cá không? Đó đó đó, còn đây nè, đây Không, xa dễ gì thấy. con cá phun bự. Nước đầy quá em nghe. Chạy hả? Chạy cá phi bự quá mà. Nó chạy nó có nói không? Ta chạy nghe. Ta chạy nghe hả? Người ta chừa lại miếng nước cho ngươi đó. Ta Đây chạy vào đây bữa ơi. cá phi này Đâu? vô mấy cảnh này nó đã thấy nổi không dễ gì nữa. Dê gì trong rễ Đây cây không, đây không? không, đâu rồi, Chạy tiêu nữa rồi. vô đây có dính con nè. Cái đó Đó, đó. đây này. Nghe tẹt tẹt đó. Mà sấy này nó đầy khó bắt nữa. Tiêu. Tiêu sấy Sao rồi, sao rồi? nó thấy nó chạy này. Cá thấy cá không ăn cua. Cá hả? Đây là con tôm. Anh gọi thấy con Không dễ gì em nhìn nó nữa. không? Con gì, con gì? Ồ, hai gà Anh tôm thấy mà không? còn màu dính Đầy vậy. xuống. Anh thấy không? Thấy tay nghề anh cừ không? Cừ. Đó. Rồi, Đó. 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 Thấy nó lẹ ghê. Nó lẹ đến nó thoát thân đó chứ. Nè em thấy con tôm mình xuống mình đêm nè. Nè. Thấy không? Thấy vậy đó chứ khó bắt nó lắm á. Nè, em thấy không? Thấy thấy mắt đó. Thấy không? Nè. Tiêu. Chạy. Dễ gì bắt. Thấy mắt. Còn nhỏ đó anh thả. Anh mà gã tay thì bắt phát bánh trúng em. Trời, biết anh hay Hay rồi, không? hay. Nay đó vợ bỏ anh không? Ăn cái ni đàng hoàng coi. Thôi mắc cái quần, ăn cái ni đàng hoàng coi. Hơi bị nhiễu nhão hả? Nhiễu nhão dữ rồi. Thôi mắc cái quần à. Chỉnh sửa lại.
Ôi, vị gì cũng đẹp nè. Khúc này xôi em nè. Ăn khúc này thấy nước trong trong nè. Khúc này mà anh gặp cua anh đó nó chạy khỏi anh đó. Em nghĩ là nó chạy khỏi á. Khỏi không? Khỏi. Anh người ta bắt cua thượng xạ mà em quên đấy không? Bị anh chưa gặp mà sao biết vậy đó, thấy vậy đó. Anh chưa gặp mà. Gặp đi rồi biết. Cái gì anh? Gì anh? Cá hả vậy? Mày hả? Bưởi xong nha. Cá hả? Cua, cua. Ồ, trời ơi, trời. Đục quá em không thấy con cua. Nó đang lội, cua đang lội. Chậm nghe. Không. Anh thấy không? Không. Đây nè. Ủa rồi, rồi thấy cái càng, thấy cái càng hụt tới rồi, nó bò tới rồi. Anh cho em quay sát luôn nè. Lên đây nó chạy ra khỏi đất đâu rồi. Ờ rồi, quay sát rồi nghe, quay sát rồi. Vậy em khổ rồi, mất đi. Quay sát lại cua này nhìn thấy đã không? À, đâu rồi? Đâu rồi? Ừ. Thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Thấy mà mờ gì cái cỏ này cái cỏ này. À rồi thấy rồi đó, thấy rồi đó. Thấy nhưng mà không thấy à, bự. Nó trốn dưới cỏ nè, thấy không? Rồi, thấy. Thấy không? Thấy. Mày cái mày bự. Hả bự? Ôi trời trời trời. Cua bự. Ôi nó quấn nước hẳn lên. Ơi con cua gì bự kìa. Con cua này quá xả đã, quá xả đã. Ê. Mày hả bự? Mày hả bự? Tắt đèn đi bạn Hiền. Ồ, con cua gạch anh ơi. Gạch không? Ồ, con cua gạch. Đã quá. Gạch không? Thử coi. Ồ, chiều phong thủy, em phong thủy. Em phong thủy hay là anh em... bậy nữa à, cũng bậy nữa, cũng dính con gạch con dành với anh nữa. Nè. Này, thấy gì chưa? À... đỏ nghế phải không? Cua gạch mày hay gạch. Đưa xích vô coi, làm viên đưa xích vô. À... anh nói á, cái tay anh là tay thượng xạ mà làm sao nó chạy khỏi anh em. Đây, đây con cua này nó bỏ cái đó. Rồi. Cua này. Em kêu nó úp cái mu nó. Nè. Ờ. Úp mu mà nó kêu nằm đưa mu. Ừ. Để đây nó không bỏ đây. Đây. Con này nó chơi hai con dây chứ một con dây chói không lại nó đâu. Nhiêu đây thì ngày mai anh đi chợ cà phê với thuốc lá thoải mái. À, vậy có chở em theo không? Hả? Chở em đi chứ không? Chở chứ. Dễ gì bà xã anh mình không chở. Ồ, dây dây cái gạch nó lên coi, dây cái bụng nó lên em coi coi. Ồ, quá đã. Con này cũng có cả nửa kilo à. Quá trời, hai cái càng. Một bữa mà đi xôi mà bắt mà được một con hai con cua gạch gì là tại mình thấy mình ấm lòng rồi đó. Ấm lòng dữ không? Cười hoài. Bữa nay nhờ ăn ca ghi đó. Ăn ca ghi đó. Ôi bây giờ ông trời ông chuyển mưa quá với cái đèn anh nó cũng hết điện, muốn hết điện rồi anh ơi. Bây giờ vợ chồng mình vô đi anh ơi. Cái đèn này nhìn nó không cầm nữa mày. Nó không cầm chị em sạc nút xanh này đó mà nó có chớp bóng đi hết trơn rồi đó. Ngồi điện. Ông trời ông chuyển mưa nữa kìa. Hồi mắc mưa ạ. Nhiều đây thì nhiều đây là vợ chồng mình ấm lắm rồi. Ấm à? Ấm. Anh còn đang hăng nữa mà em mới dính cô gạch. Hăng nhưng mà đèn hết điện rồi với chuyển mưa rồi hồi mắc mưa lạnh chết á. Hả? Chuyển mưa. Mấy hộp nhâm vậy? Ôi thôi vô được rồi anh ơi. Vô bạn Hiền ơi. À, được ba con này là sáng. Sáng ấm rồi phải không? Ấm rồi đó. Tôi làm ăn có quậy một đống à, quậy bà cỡ đó nó xẹp cỏ xuống hết trơn rồi tôi xí bạn cùi xuống luôn mà à, giờ hôm nay em quay cho cả nhà xem tới đây nha thì đúng ra em còn đi xoay cua nữa nha cả nhà ngứa sao gãi dữ vậy ba cỏ mà bây giờ trời nó đang mưa nó đang rất hột nha tại mưa. Camera nó bị có... ướt với cái đèn em giả lại nó xuống điện cả nhà em gọi nước nó không thấy nó không rõ nha. Sợ ước mình mà sợ nên hôm nay video em xin tạm dừng ở đây nha. Em cho cả nhà xem kết quả thì kết quả em được bấy nhiêu cua đây nha cả nhà. Được một cây. Con cua gạch à. Với một con cua y nhất, hai con y nhất nha. Con này thì nó được cái giá y7 thì nó cũng tương đương với con cua gạch nha.
nhiêu đây thì sáng này vợ chồng cũng vớt vát được trang trải được trong cái cuộc sống hàng ngày được qua ngày nha cả nhà. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ vợ chồng em cũng bay về thôi cả nhà ơi. Ơi em về thôi cả nhà ơi, gió lên lạnh rồi. Gió lạnh, mưa tới em ơi. Mưa tới rồi, bơi riết vậy.